Vâng, lại xin chào mừng các anh em quay trở lại với bên Zika chúng em. Hiện tại bây giờ là 19:34 rồi. Buổi tối ngày hôm nay anh em đang tập trung đóng nốt hoàn thành nốt những mấy cái lệnh. Nhưng mà sup F1500 này, cái dòng sup siêu sup. Dòng này dòng bát 40 khỏe lực lưỡng. Hơi test nhanh thôi vì thời gian không còn đâu, đóng gần chục con này, chuyển sang con bên cạnh nữa. Cố gắng thôi vì cuối năm rồi nhưng mà phải đẩy mạnh cái công suất làm việc lên để phục vụ các anh em dịp cuối năm này. Chịu khó khênh một tí. Khánh, cái con nào test rồi em dán luôn tem bảo hành vào cho anh. Kêu chuyển ra ngoài vì nó nhiều quá. Tất cả mọi thông tin cần tư vấn miễn phí hoặc là lên những cấu hình combo, các anh có thể liên hệ trực tiếp chúng em qua số hotline 0963889192 và 0965503357. Hiện tại những cái bản súp này về hơi muộn nên hơi tối, anh em phải cố gắng một chút. Phiên bản này là phiên bản, đây con này hình những test xong rồi này. Phiên bản này là phiên bản vừa đánh cả điện cả hơi này, nó là súp dòng súp 40, rất quy lực mạnh mẽ nên cái chất nó đem được lại cho chúng ta là quá tuyệt vời. Tiếp tục con này ok. Đấy thôi, con này test 100 con được cả 100 con mà. Hiện tại hàng về chúng em là hàng về là chúng em phải tháo ra. Chúng em phải mở hộp ra để test xong lại đóng lại. Vì trước khi hãng đưa về thì cũng đã có quy trình test kiểm tra máy đo hết rồi, nhưng mà về đây thì chúng em test lại một lần nữa vì vận chuyển, quá trình vận chuyển. Đây phiên bản con này như em đã nói giới thiệu rất nhiều, nó có đường níu trích này, đường điện này, đánh điện níu trích. Nó có hai chế độ. Nên là phải, nếu các anh em thích đánh chế độ nào cũng được, đánh chế độ hơi cũng được, đánh chế độ điện cũng được. Ok, và em xin khép lại video đây để tập trung cùng anh em đóng hàng để gửi ra. Giờ này chắc phải tự trở ra rồi. Rất là cảm ơn các anh em nhé. Các anh em nào cần tư vấn thêm hay là lên những cho mình những cấu hình combo hoặc đặc biệt những cần súp S1500 này thì liên hệ cho chúng em. Số lượng không có nhiều đâu nhé, các em nhanh tay không lại phải chờ đợi. Rất là cảm ơn các anh em, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo.